Các bạn, các bạn có thể biết đây là cục gì không? Đây chính là cục vàng nặng 25 kg. Wow. Phần thưởng cho anh em là nhấc được cục vàng lên bằng một tay, một củ trong 10 giây anh em nhá. Nhớ nhá, phải dùng 5 đầu ngón tay nhá các bạn. Hoàn toàn là lực grip của chúng mình. Yes. Đó. Đây. Đây các bạn có thể làm xuống như thế này. Đó, các bạn có thể cầm như thế này, miễn làm sao là không được tì vào đâu cả, phải là 5 đầu ngón tay nhá. Đó. Nhấc lên. 10 giây. 10 giây, cầm như thế này cũng được. Đó. Và cầm như thế này cũng được. Đó, nhấc lên nhá, giữ 10 giây. Một củ anh nhỉ? Phần thưởng cho anh em là một củ nhá. Bắt đầu thôi. Nào. Sẵn chưa? 10 giây. Cầm như nào được, cố lên nào. Giờ chưa nhấc lên được là 1, 2, 3. Băng một quả tạ màu đỏ. 20 cân. 25 cân chọn chuẩn anh ạ. 25 cân. Đừng có đẩy ngang. Là phải làm ngang. Rồi. Không nâng tiếp. Là kiểu gì cũng làm được. Nâng thoải mái luôn đi. Lên nào. Tập này là đi rồi. Lôi lôi hết đây nào. Anh chơi nổi. Rồi. Lên được không lên à? Chơi bài chơi được. Cố lên đi, cố một lần nào. Thử được. Mỗi người được thử một lần nào. Bột thì cái thế thì chắc quá. Lên nào. Chờ, không kia đâu, không kia nhất kiểu gì lạ ghê. Chưa em dùng đây, em đỡ hết vào đây rồi, là em dùng bắp tay của em rồi. Vừa nãy em thấy là cầm đúng. Ui, cẩn thận nha, cẩn thận nha. Đấy, nó nhấc thẳng lên này, không được để cái cọc tạ nó vào đây đâu, chỉ nhấc thẳng lên thôi. Lực là ngón tay. Này cầm sâu quá rồi. Cầm sâu quá rồi. Đây là vào hết phần này. Đúng rồi, cầm sâu quá rồi. Cho mẹ đi, đừng đâu. Cháu khó. Đặng phê chẳng bao cân anh? 25 cân thôi. Mọi người đồng bóng đi. Cố lên nào. Định luật vật lý. Nghe được. Ông này to cao này. Đây rồi, đó này. Cố lên anh. Đó, miễn là cái cục đấy không tì vào cái tay. Không tì vào đợt cẳng nhá, ngón tay. Không được tì vào cẳng. Đương nhiên. Ông kia ông về từ lãnh vào tập phải một tiếng rưỡi, một tiếng rưỡi vân của tạ. Tập nước vào này. Từ lãnh ông của tạ nhất. Xứng đáng, xứng đáng. Cố lên anh ơi. Cố lên. Bê tay cho đi một vòng hồ gương, quay lại đây. 10 củ. Ok, thử không? Rồi. Quả này thì mới là chuẩn này. Quả này mới là đúng 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 luật là phải chơi như này này. Để ngang như này. Đúng luật như anh Hiếu làm là để ngang như này nhá. Đấy đúng luật. Hôm nay đây đây chơi phá luật tí. Vào chơi không em? Cho anh em nhấc mọi. Lực ngón tay nhá. Mình lùi ra tí nào. Các bạn lùi ra tí. Không được đặt vào không được đặt tạm đây để mình dùng bắt tay, chỉ mình dùng cơ ngón tay của mình nắm lên thôi. Bàn tay vào rất là to và khỏe sẽ nhấc được. Chưa. Cầm trên ngọn đúng không anh? Chờ cho ngọn càng khó. Cầm lên ngọn tạ nó rút xuống càng khó nhá. Trò này hay đấy. Trò này hay đấy. Này là cần vào cẳng tay này. Cố lên nào. Thẳng tay nhá, nhấc lên. Cố lên, kích ra nào, kích ra nào. Ok. Sẽ có sẽ được thôi, dần dần anh em sẽ làm được. Nó giống cái đồ đâu nào đều đầu thôi mà. Mới đầu mà cầm nó rất là kinh khủng. Khoảng 1 tiếng rưỡi anh em bé tí game ông chơi được. Ông đấy chưa. Bây giờ mọi người tay người ta cũng khỏe. Kỹ thuật và tay người ta khỏe nha mọi người nhá. Lúc đầu cũng không nhấc được mà khoảng hơn 1 tiếng từ đầu buổi giờ cứ nhấc thôi. Cái này căng đấy. Kỹ thuật đấy, kỹ thuật. Đây, dùng bắp tay là bắp tay đang cố đẩy lên nhưng mà cái lực ngón mình phải thắng cái lực ngón ban đầu đó. Trời ơi, cái này nó giống như cái lò xo vậy, mình phải thắng cái lực bẻ ban đầu đó. Đây bắp tay đặt lên đây rồi đấy thì không được. Em bắp tay rồi không, em không tì vào đây được đấy. Em dùng bắp tay này nhấc lên này. Đây, nhấc mật không chạm đất. Nhưng mà có người làm được mà. Ba người rồi. Oh shit. Cho em hai tay của anh.
tay to thật đấy, toàn những cẳng tay. Để sơn lại vàng của anh ấy nhá. Vàng gì? Cái này tay đâu anh? Sao cẳng tay thẳng mà không được tì vào đây, không được tì vào phần này của mình. Chỉ được ngón tay nắm chặt vào quả tạ thôi. Ngón tay nắm chặt vào quả tạ. Nhất như này càng khó nhá. Dễ nhất cho anh em nắm là ở giữa và ngang như thế là dễ nhất rồi. Ngón dài. Ngón tay phải nắm được. Ngón phải dài. Ngón phải điêu luyện. Ngón ngắn quá. Thôi anh ơi để em. Khó lắm. Ôi cẩn thận. Ôi. Được, mọi người lùi ra tí đã cho có góc vào. Và người chơi tiếp theo là bạn Linh, sinh năm 2K3, sẽ thử thách nhấc thỏi vàng nặng 25kg của mình lên khỏi mặt đất nhá. Liệu bạn Linh có nhận được một củ không anh em nhá? 10 giây, anh em cùng cổ vũ Linh nhá. Nào, chuẩn bị nhá. 1, 2, 3. Luyện rồi. Ok, ok. Anh nhá, người đầu tiên giành được thử thách nhá. Em Linh. Sử dụng 10 giây anh em nhá. Một củ anh em nhá. Giáo viên vật lý. Giáo viên vật lý à? Linh giáo viên vật lý nhá. Người đầu tiên đã làm được. Hay vậy. Cảm giác khó nha. Linh là vật lý anh ạ. Ờ được liệu vật lý à? Ok. Ok. Cảm ơn em. Đấy dùng cái đầu nhá. Ok. Phần thưởng một củ cho em Linh nhá. Rồi, chúc mừng em. Rất khỏe em nhá.